tiếp. Cái này là cái gì? Cái này có cái này sấy, phần sấy. Cái đồ miệng này chúng mình còn công tắc nữa. Đúng rồi. Khi mình khởi động lên này, khởi động lên thì nó sẽ có cái chỉnh độ chưa em? Máy đã sẵn sàng rồi. Máy đã sẵn sàng hoạt động thì nó có giao diện như thế này. Đây là phím chỉnh nước, lượng nước. Đây là phím chỉnh lượng bột cà phê ra nhiều ít. Muốn muốn đậm á thì nhìn tương tự như này. Đây là bột, đây là ít cà phê. Hạt càng biểu tượng càng lớn thì lượng cà phê càng nhiều. Thì hương vị nó sẽ càng đậm. Đây là chính lượng nước, đây nó có biểu tượng hình ly nước này. Này là tương đương 20ml và này là 40ml. Cứ cộng dồn 20ml nhiều lên. Mát lượng cà phê ở đây là 13g. Và khi mà ta trộn xong cái hương vị mình muốn rồi thì ta sẽ trộn một cấp và hai cấp. Ok, sẽ trộn hai cấp. Hai cấp thì nó sẽ xay lượng cà phê gấp đôi, tối đa là 13g. Còn nếu trộn một cấp thì nó sẽ xay được lượng 9g. 13g khoảng mấy muỗng anh? Anh cũng thôi. Không. Trộn cái nó tự. Hai ly đấy. Hàng ngày á, anh uống nhân ngon á, cắt cái ly bên đây, đây là cái dạng sấy của nó, anh đây là nắm cái ly. Đó là đối với người đó, uống nắm, còn người muốn cái đá thì không cầm như vậy. Cái phá hư là biết ngay gì đâu. Đúng. Nó chạy hết chức năng rồi biết. Nghe sát xuống, để dòng chảy nó không bị bắn lên. Đâu là một phi đàn không ạ? Nhớ là cà phê không được để qua ngày nha. Có vẻ như cà phê là nó để qua ngày nên nó màu nó nhạt hơn. Cà phê vừa cho ra khỏi túi là dùng ngay. Để qua ngày nó sẽ có hương vị trở hơn 20% khoảng vậy. Cái này nó sẽ là espresso đầu tiên. Đúng rồi, là espresso đầu tiên. Xong sau đấy, đây là espresso. Anh chị em nào uống thì cho sữa hoặc cà phê vào thì cho sữa hoặc cà phê. Lớp này nó là lớp lớp đó cấu tạo từ protein trong hạt cà phê chín. Hạt cà phê càng chín đạt trên cây á, thái ra ăn sau thì nó sẽ có lớp nó còn dày. Có vẻ như cà phê này để qua ngày rồi nên cái lượng cà phê nó thăng hoa lắm rồi. Cà phê trong đó là nước sạch cái gì á? Bên em là em đảm bảo với anh là cà phê mọc không ướt. Đây muốn nước sữa hoặc uống đường thì cái máy này á, cái máy cà phê pha máy á, nó không dùng được cà phê tẩm như cà phê Đông Nguyên. Với lại có một đặc điểm nữa, cà phê bên em luôn luôn mới, những cái mẻ rang mới nhất luôn luôn nằm trong tháng, không có bao giờ quá một tháng. Những mẻ rang như vậy thì cà phê nó ra chất lượng ổn định hơn. Những cái thằng cà phê nổi tiếng ví dụ như là Phương Trang vậy nha, cà phê nó sẽ ra một mẻ cá tấn hay là vài tạ gì đó, nó bán không hết, nó để qua tháng thì tuy nó quảng cáo là chất lượng ok thì đỉnh, nhưng mà khi mình pha ra đi cà phê mình không thấy lớp rim ma nó. Rồi qua đây thì vẫn xay được bình thường đúng không? Vẫn xay được bình thường nhưng mà với điều kiện là cà phê mọc. Đúng rồi, tức là cà phê mà nó mình mua cà phê hạt của nó bán ngoài kia đấy. Không tẩm anh, đấy là cà phê không tẩm á. Không tẩm, nếu nó có tẩm nó có lượng dầu trong này nó cái thế gây tắc ống. Ý là cà phê sạch. Trong này nó những cái đường ống rất là nhỏ. Tức là mua của bên em thì sẽ đảm bảo rằng là cái việc tắc ống hay không em đến được không đúng không? Không, thì thôi anh ta gì nữa. Tắc ống ở đâu em cũng không được. Không, nhưng mà đảo phòng thì đảm bảo sức khỏe hơn. Thôi, ví dụ như, nghĩ đi. Bây giờ pha ca mu thì sao đây em? Rồi, ok, ta bóp vào đây, tháo cái ngàm đó ra. Tháo ngàm ra. Nhớ giữ con tay này. Để mình tháo ra vô thì chắc dạy vỡ dục quá. Ờ, sao là tháo dùng nguy hiểm qua đây đúng không? Thì bóp. Bóp mạnh hơn, cái mặt mạnh hay dương, dậy lên. Thôi vậy là tóm lại. Lâu rồi chị chưa không ấy rồi. Cẩn thận nó gãy đây nha. Cẩn thận nó gãy.
đây là cái công đó, vậy là Dương tự pha sữa đi. Dương tự đánh sữa cho an toàn, cho an toàn chứ không rồi sao đấy ạ. Ngoài máy này chủ yếu pha cappuccino mà không pha được thì thôi bỏ vào đây lúc nào chứ hết cái sữa có gì đâu. Và cho sữa tươi, giá là sữa tươi tốt nhất là dùng sữa Đà Lạt Milk về nó, sữa nó có lượng kem lớn, lượng kem nhiều và bảo quản sữa dưới 5 độ C nó sẽ cho lúc còn tốt nhất. Ok, đây là mức đỉnh mức của nó. Em cho một phần ít thôi nhé, một khúc chứ, tự nhiên một khúc không hút được không? Thì dạ, hút từ ống này lên mà. Dạ. Cái một khúc của cái này là nó là. Nếu không hết thì cho trong đấy là tủ lạnh cũng được. À, nó phải đủ một khúc nó mới hút được. Đây, giờ xin lấy máy bơm mà. Sữa này chắc phải đi một ngày hả? Em cho lượng ít nhất cho anh. Đủ rồi. Hút được đó. 24 giờ. Mở lắm. Không được rồi. Đó, cái này là dưới phục vụ cho Dương nè, nên là buổi sáng đấy nó như thao hồ uống luôn, nên là buổi chiều nên vì vậy mà giờ ông nào mới làm buồn mà bảo uống cà phê nó chết. Xây cái này về phía bên sở. Còn cái kia này nhỏ. Chị giữa luôn. Hả? Đúng rồi. Không xé bao à? Bóc rồi. Cho vào đúng vị trí, cẩn thận là gãy cái ngàm này nha. Gãy cho nó hơn gãy thì mua cái khác. Mua luôn cái thủ này. Sao cái này chắc phải kỹ sư khai thác máy tàu biển xài được không hết rồi. Cái này còn cái sự khéo tay nữa. Này mà đưa máy chân tới vào tay biển thì có làm được cái này. Đúng rồi. Thế là mỗi lần đi tha phải xách tay anh làm khô. Không được. Cái này là không ổn mà. Thế này là phải gì? Cái áo là tao vô giờ bữa là gãy. Phức quan trọng quá. Năm rưỡi. Bao nhiêu người này nó biết sẽ cho nó chỉ xác đi mình bệnh chẳng không được cà phê đánh nhau luôn lên mình như to rồi nhưng mà chúng ta làm một ly cappuccino ta chỉnh lượng nước cà phê đó là nó ra một ly espresso rồi sau đó ta chọn dụ như cappuccino bấm vào tỷ lệ bao nhiêu bấm vào tức là khi bấm vào đó sau khi làm espresso xong sau khi làm thì bấm vào nó tự động nó làm hai quá trình luôn đánh rồi ok chỉnh lực chỉnh mức rim mình muốn trên này từ mỏng tới dài ok nhiều ít ok chỉnh mức rim dài nhất nha rồi bấm chọn cappuccino ok reversion ngoài cái đó nó tự động này rồi. Còn cái kia là mình muốn uống cái kiểu kia thì bây giờ nó bắn mạnh rồi. Đẩy cà phê qua lên trên không? Làm sao mà chữa tôi thương mại thế này mình mua cái máy này mình đây cà phê chứ chữa mới đang sữa không tối uống hai cái máy này là buổi sáng mình sẽ pha cà phê đây nha em dù bỏ đi ra mình sớm mình để con đang bay con đi bộ xe sẽ có giá đấy. Một phút hai ly mà sao lại mất thời gian được anh đây do mình chưa quen thao tác đây đang lâu đang học tập chúng ta sẽ về xem khi mà tay quen là tay nó điều nghệ lắm lấy mấy cái ly ở đây chị này cho mấy cái ly nhỏ cho anh em thử uống luôn đi còn cái mồi mẹ về pha được bao nhiêu ly hai cái chuyển mấy cái ly ở đây à đây là ly công kino máy nó tự đánh nhà em ngon anh ơi nó thua cái đánh tay của em đấy đánh tay em nó quá cái nó thêm mắc nó phải mắc đó là do lượng sữa chị điều chỉnh này có khi mai ai uống lại cứ bây giờ Dương làm tội rồi thấy lên đấm thằng nó tay thôi gì đâu nhỏ nhỏ anh uống được nhỏ đúng rồi ly nó mới nhỏ cái ly uống rượu đấy cho ra cái đậu đậu cái em đậu tấu không mọi người chú ý một tí khi làm một xong một ly á thì nó có cái này cỡ vệ sinh một lần, hai là biểu tượng nó báo vệ sinh một lần, hai là biểu tượng nó báo vệ sinh một lần, hai là biểu tượng nó báo vệ sinh một lần, rồi bây giờ xay lại về cái phím nào muốn chỉnh những bọc những ly tiếp theo á xay rồi ok hoặc là khi mình gắn mình sửa vào đây nhưng mà mình muốn uống espresso bình thường thì chỉ cần nhấn vào đây thôi bây giờ là để làm lại một lần nữa bằng không toàn lắm máy mà nó làm qua cái ly không cái ly này đi cho nó trong cho nó
mấy cái pha cà phê ấy nhá, bạn cái ly lại đi cho nó nhìn cho nó rõ này. Đấy đó. Này chắc không thể nổi đâu. Khoan ra đó. Này hả? Làm cái đây. Em chơi xong bây giờ nhá, bây giờ cái màn hình này là màn hình đầu tiên. Xong rồi mình chọn cà phê. Chỉnh cà phê trước ạ. Ok. Chỉnh xong xuôi, chỉnh xong xuôi bắt đầu làm đi xong rồi đúng không? Nhấn vào cái chỉ có 1 ly 2 ly gì ở bên này không? Không, đây là uống espresso bình thường. Kia luôn. Đã rồi trong đầu anh bán nút chỉnh chỉnh thì đừng có... Mua 1 ít ly đẹp đẹp tí. Mấy cái nút cho đừng có chỉnh nữa, chỉ có để thế này là ăn đúng không? Em đang rảnh, bây giờ là cứ ngày nào em cũng chạy vào thực hành. Lấy cái form dày đó chị ạ. Form dày quá. Cái ly latte cao, nó phải là latte cao. Uống loại cà phê này mua ly loại đó cho đúng. Để xin cái ly khác đi, ly nào. Chứ ly, không ly, rồi. Ly. Rồi, cái ly đó không. Đổ cái này sang đây, để tí nó lật cái ly vào đấy. Không, nó ra 3 lớp thôi. Lấy đi, cho lấy đi. Không có chậm. Lấy đi đi. Chán chán chán. Đi. Rồi, rồi. Cứ đọc nhất tốt được mà. Mẹ lên này hả? Cao lắm mà này người cao quá. Ủa đây này cao quá, sao đây vô? Cao được, kéo nó lên được mà. Kéo lên được, cái này mới nhìn thấy. Nhìn thấy. Ok. Đó là thôi, giờ thì này cho nó vào tiếp. Rồi, thấy rồi. Thấy rồi. Đã stop rồi mà. Đã stop rồi mà. Rồi, đúng rồi. Rồi, thì đâu ba lớp, làm gì con bò. Nó phải ba lớp, ba lớp hết. Từ từ thì cho nó ra hết cái này đó. Xong rồi, Nó chưa. Xong rồi anh làm đến chưa hồi nãy giờ là em khóa hết mắt mũi rồi. Có gì đâu, bên hệ thống này không giữ nguyên, chỉ ăn nút và uống thôi. Nước uống thì nó không đúng cái loại cappuccino hoặc là cái loại coi như là macchiato. Còn nhất là có một cái cuốn... Lấy cho giấy, để... em lấy cho mấy giấy. Biết một cái quy trình hướng dẫn đấy. Sao kia lấy giấy. Đầu mình còn có mà, nói chi là mình viết một cái bản hướng dẫn. Bấm nút nào là đã... Có rồi. Anh thấy là cứ một lúc mà không ai dùng thì nó lại tự động nó tắt hết toàn bộ đi và mình lại phải bật thời động lại đúng không? Đó là mình hạn thời gian tin hết. Thế nào cái kệ anh đâu có hẹn không? Dạ không, máy nó tự động nó cài đặt anh. À, lúc nào uống phải ăn, lúc bên này còn người tấu uống rồi tắt đèn sau. Mình đó phải là cho tự động suốt ngày đúng không? Đúng rồi. Chứ không, anh thấy hôm trước là vừa sáng nay em làm tí em đi ra ngoài đó mắt nó xong rồi vào thử lại phải khởi động lại từ đầu để cả ngày tấu tắt thôi đúng rồi. Chị ơi, chị học đi xong đây luôn cái... Như thế nào đây em? Là nhanh nhất, chứ không có kỳ hoạch mũi ta. Tính auto-off này, auto-off sau khi nó động, mấy hồng sử dụng, nó sẽ tự tắt. 30 phút. Mình có thể tăng nó lên, mình cắt. Ok thôi. Vào menu đúng không? Về auto-off đúng không? Nhấn ok, vào chức năng cài đặt nó. Chọn cái phím tăng giảm này. Ok, tăng lên. 1 giờ. 2 giờ 12 tiếng luôn. Em ơi cái dàn máy đấy mấy trăm triệu. Nó chỉ có 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi, có 3 tiếng rồi. Từ sáng đến trưa. Từ sáng đến trưa không chưa. Ok 3 tiếng đi. Ok đi. Cái đó là mấy trăm triệu. 3 tiếng nữa là hết sẽ hết giờ. Ok. Xong. Tức là khi tắt đi thì mình bật ngược lại thì nó có cứ 3 tiếng sau thôi. Dạ không, trong vòng 3 tiếng anh không chạm vào máy nó mới tắt. Đúng rồi, thì ý anh nói là sau khi 3 tiếng xong rồi tắt rồi luôn, anh lại khởi động lại thì nó sẽ được 3 tiếng nữa đúng không? Dạ. Hay là cái đó. Không, nó tính từ lúc anh chạm vô thôi. Ví dụ như tôi 15 phút tôi chạm thì nó tắt cộng thêm là không hiểu vậy à. 3 tiếng sau ha, nó tắt đi rồi ha. Anh bật lên thì anh có phải cài đặt lại cái này không hay là nó tự động nó lưu lại đến 3 tiếng tiếp nữa là nó mới lưu lại chứ. Nó lưu anh. Ok. Nhắn như máy tính vậy đó. Chứ ai chẳng biết là trong vòng 3 tiếng nữa anh cài. Anh nghiên cứu tiếp nha. Xem lại.
cho anh tối đa ha, và nhớ lấy cần giờ là sáng. Thế rồi bà nhiều sức. 7 giờ đến 8 giờ đến 10. Nhưng mà 9 giờ người ta vô ấn rồi là tính tiếp. Bình giờ là bình gì hả? Anh hiểu không? Chứ không phải là nó cho 3 tiếng từ lúc khởi động đâu. Thì để người ta chung lít. À. Thường thì ta cho một muỗng cà phê chocolate và một phần sữa tới đây, là một ly. Máy nó sẽ tự đánh. Đánh lên bọt như này không? Dạ không, sữa chocolate không mà. Ừ. Nó có lên bọt. Không rõ rồi bây giờ em đánh sữa cho anh đi. Sữa không? Đánh sữa không? Anh bảo mình phải đánh luôn nằm luôn. Chưa rửa, cái hạt ta chưa rửa. Đâu uống nồng. Rửa. Bao giờ làm xong cũng phải sửa, không được đây nó đỏ. Cho cái cốc vào đây cái hạt kia kìa, chưa rửa lại. Là cái bình này à? Mới vậy. Cho tí nước vào đây rửa đi em, nước ở bên cái ấy nữa. Hấp dẫn này nhìn cà phê này là đúng hạt luôn á. Thứ đó đúng rồi, một dấu chưa cả đường luôn đúng không? Chưa có gì, chưa có đâu, sữa trắng mà cà phê sữa đâu, sữa khác, sữa cái này đầu, cái này đen bình thường, cái này đầu tiên này chưa có sữa, sữa nó có màu trắng này, sữa này này, hồi nãy là mình đổ cà phê vào trước. Wow. Sữa này này, cà phê đổ cái bao cái nào đó là đen bình thường. Cái này nè chị này, đứng sang đây để hướng dẫn đi đổ ra ấy vệ sinh này. Đen bình thường nó gọi là cái gì? Cái vệ sinh thì chị biết rồi. Sang đây để hướng dẫn cho. Xong rồi còn trong rồi. Sang đây. Ông đồng chí ơi, cái này mức như thế này là sao? Đây mà đang chỉnh động chỉnh bên này. Đấy là bị nhỏ nhất thì không bị. Cái này thì nó say đấy, nó say hạt đấy. Đúng rồi. To đằng này đúng không? To đằng này đúng không? Em. Dạ. Mình lấy cái mình gạt đi. Dạ, nhưng mà máy có đang say mình cũng chỉnh được. Chống cạt khối, chống can khối anh. À. Dạ. Cái đó thì khi nào mà gặp vấn đề thì anh liên hệ bên em. Rồi, tức là cái đấy không ai động tới đâu. Đúng rồi. Anh chỉnh đi. Hay anh bị cho nó lập bột lại đi, sau đó về biết một cái hướng. Cà phê bột. Nhưng mà tôi được là cũng không có bột. Hay làm gì thứ ba làm gì? Toàn chơi hạt. Đeo lát, ai muốn làm gì tôi lại dở lên sử dụng. Bên kia là sấy ly. Thế còn nước thì đổ vào đâu em? Dùng tháo ra tháo vô cái này ghê dễ gãi lắm. Cái nước luôn ha. Nước thì chắc vô tư rồi. Tức là cứ tháo ra đổ trực tiếp vào đấy thôi. Dạ. Khi máy nước nó sẽ báo, nhưng mà quan trọng là máy này không xài nước khoáng nữa. Tại nước khoáng mà khi nó vào nồi mà kim loại cái chân cắt nhiệt độ cao á, nó sẽ gây ra cái nước quá hồng. Yeah. Xài nước to lát hả? Dạ không. Nước không khoáng, nước tinh khiết, nước lọc bình thường không? Hay là nước vòi robinet hả? Hay là nước bình bình được. Nước bình ha. À nước bình. Còn nước bình. Bên nào mình có bên nào này. Không dùng không nước giếng, không xài nước khoáng nào, nước khoáng là nước gì? Nước khoáng là nước gì á? Nước ngoài nước khoáng là nước giếng này. Nó có cái thành phần khoáng nó ghi dưới cái kiểu như là Boscari đúng không? Boscari là đúng không? Coi như là Lavi là không được đổ vô á. Lavi uống được không? Lavi không được đổ. Lavi được chứ được, nhưng mà máy nó uống không nổi thôi. Không như Lavi được không? Dạ. Lavi cũng không được. Nước bình thường mà. Lavi. Nhưng mà Lavi là nước suối tinh khiết mà đúng không? Ừ. Đâu phải khoáng. Lavi là nước khoáng. À. Nó có ghi là nước khoáng á. Đâu. Cái nhãn hiệu á. À. Cái gì? Là không được cho vào máy. Mà nhưng mà ở trong trường hợp này mình nhầm lẫn là cho vô thì sao? Thì nó không sao, nhưng mà xài thời gian dài. Về lâu dài. Mà thấy hiện tượng nó. Về lâu dài. Nó xung quanh máy luôn. À. Thế còn cái nước ở ngoài vòi robinet này là nước gì? Nước ngoài rồi, robinet là nước lọc. Mà có dùng được không? Có dùng được không? Dùng được nhưng mà không tốt sức khỏe. À không tốt. Thế là nhà vẫn luôn uống thì sao? Dạ. Nhà vẫn luôn uống ngoài thì không tốt à? Nó có flo nhiều, có chất tẩy nhiều. Tối nay phải uống nước nữa, không nấu cơm luôn. Ừ. Không tốt chứ phải. Chocolate kìa. Chất thì uống sữa không? À, chocolate thì cho sữa đây đúng không? Uống. Cho cái chocolate nó đánh. Đâu có phải nói rõ ràng không chứ? Cũng mất độ đậm của chocolate này. Phương quá. Rồi, mẹ em chọn là... Để uống sữa đi. Nhưng mà chocolate mình đưa cho bây giờ mà sao chỉnh nhá. Đấy, tập trung bằng. Đây, sữa à? Đấy, đấy mới là sữa chứ à? Đâu có chocolate đâu. Ý là cho chocolate vào đây đúng không? À, mình không em cho một cái gram chocolate vào đây thì bao nhiêu lít sữa đúng không? Mình lít sữa. Không, nó đắng mạnh hay là đắng yếu anh à? Không, ý là chocolate hay là cà phê? Chocolate để đâu? Vào đây. Cho vào đấy. Sữa và bột cacao vào đây. Cacao tự đắng. Xong nó đánh rồi. À, tức là đậm nhạt là do mình tự cho đúng không? Dạ. Đúng rồi.
Yeah. Đây em đang chính là chính cho nhiều bọt hay ít bọt thôi đúng không? Bây giờ em giới thiệu này, bây giờ làm cái này, làm cái này, mỗi thứ này, làm cái nào ra. Tôi đang chú lết rồi, cái kia rồi. Bốn năm loại mà, nhiều lắm. Thì trong chính cái đầu tiên nè, nãy là nó chỉnh cho mình cà phê rồi. Không, thì bây giờ đang hướng dẫn chocolate cái này. Đang chú lết rồi anh. Cái đấy là gì em? Nhà này là chỉ 1 ly, 2 ly. Rồi. Ừ. Sao nó nhiều ấy, cái gì mà em bảo đâu? Đánh đều tay nhiều hơn. À, rồi nó thấy bọt rồi. Rồi. Hiện tại là lấy sữa. Cho mình lên trên cùng như là nhiều bọt nhất cái này. Okay. Để làm này nè. Không ai như này. Nó tăng hợp, nếu mà có một cao nó sẽ đánh tăng đó. Đi là nhưng trong này do sữa không nên nó chỉ đánh ví dụ thôi. Cái này nó mới bằng thơ chứ không phải có bằng cơ. Không phải bằng cơ. Có xe thế. Đi xe gì đó. Nó đang quay đi. Hơi làm quay bánh xe. Nó giống như cái quần nước. Nó quay và nó đun ấm lên. À đun ấm lên luôn. Dạ. Là cái hơi này là hơi nóng à? Dạ, đúng rồi, hơi nóng. Nếu có cacao thì là nó sẽ đổi màu đấy. Dạ, đúng không? Xem màu cacao. Có cacao trong này đúng không? Vừa cho thằng đấy cùng với sữa. Ví dụ là thằng này chỉ việc đánh thôi. Gọi là quân dân là bảo đấy. Đấy, cái đổ stop, ta đổ sữa, ta đổ stop cho hai cái vừa rồi stop đi anh. Đấy. Đúng rồi anh đi. Đang đánh mình vẫn dừng được đúng không? Đúng, dừng thoải mái. Sau này sao sao thứ hai giới thiệu nó chưa đang làm cái này. Rút ra là. Rút ra, cho ra đi. Rút ra có phải ấn vào cái gì không? Có phải bóp cái gì để rút ra không? À đấy, nó có cái. Chỉ rút thẳng ra thôi. Rút thẳng ra. Đấy là rồi rút thẳng ra rồi. Một thằng chocolate. Em cũng chocolate xong. Một cái đó hay tí nữa. Thì còn cái thằng cà phê latte kia là thằng gì? À làm sao? Thằng thứ hai ư? Nó ba cái này nó đồng chức năng với nhau. Ừ. À, cũng là đồng chức năng và cà phê. Ừ. Nhưng mà tỷ lệ nó khác nhau thôi. Ừ. Cà phê bình thường là cà phê bình thường là mình pha cái này. Đây là chỉnh nước. Vậy hướng dẫn rồi đấy. Chỉnh lượng nhiều cà phê nhiều ít. Chỉnh nước nhiều ít. Đây là 1 ly 2 ly. Nhưng mà hai đâu cái này đi qua chậm quá mất. Rồi làm thử lại cái cà phê bình thường đấy. Cái mill đấy là nó toàn sữa không đây. Đúng rồi, mill là toàn sữa. Sữa lên nó rót ra sữa. Cái lon này là cái gì? Lon này là uống americano thì nó sẽ cho ra như vậy. Đó là nó lại là hơn mill nữa hả? Dạ không, nó là một lượng cà phê và thật là nhiều nước. À. Nó nhiều nước hơn cà phê bình thường. Cà mill này là cà mill không thôi đúng không? Đúng rồi, nó lấy sữa không thôi, nó không có xay cà phê. Nó đun nóng lên thôi thì. Nó giống như một hạt mà nhạt đúng không? Nó là nhạt nhạt quá, nó trà đấy. Để cái này cũng là nhiều nước, nhiều nước nhạt hay nhiều Mỹ. Nếu như mà để toàn sữa tươi vào trong này thì có cà lao nào hơi như tốn sữa tươi. Cà lao gì? Sữa tươi và... Cà phê vào đây, cà cao. Không điểm ăn này. Còn từ là uống cà cao. Khởi động máy bằng nước này. Rồi máy nó đã sẵn sàng hoạt động thì nó sẽ có giao diện như thế này. Rồi đây là kiểm chỉnh lượng nước. Chỉnh nước nhiều ít. Anh nhìn cái ly này. Lên. Maximum là bằng ly bên kia. Ok, mai này là nó tương đương 20 ml. Đây là 40 ml. Bao nhiêu là được? Đây á là kiểm chỉnh lượng bột. Mức mát này á. Đây là nhiều cà phê nhất. Còn bột thì chỉnh về đó. Còn bình thường lớn hơn mức mát nhiều cà phê hơn. Ok. Mà thường cái mức này á, này, cái lượng xay tối đa của nó là 9 gram cà phê. Và bấm double thì nó sẽ là 13 gram cà phê. Ừ. Sao hạt á, nó sẽ đậm hơn. Bấm đây, okay. Bây giờ nó bấm nắp đi, Okay, một lần cũng được. Là nó xay 9 gram thôi, nó cho 1 ly là 40 ml nước, cái 9 gram hạt. Đậm lắm không? Nếu mà ấn 2 ly kia là nó xay 40 ml nước bằng với 13 gram hạt, tức là cà phê đậm đặc hơn. Đúng, nói chung là nó có 4 số là kêu cà phê số 3 là sẽ cho ly số 3 đó. Là kéo sáng số, kéo sáng bình thường uống ly, chắc uống ly số 2 không à? Chắc uống ly số mấy? Bình thường uống kim tỷ ly số mấy? Đó, nó chạy đấy. Là bây giờ phải uống đây, đây là số 4 à. Đầu tiên uống 9 gram thôi để xem nó mức độ đậm đặc làm sao, không uống khỏi ngủ luôn phải nặng này không thử còn đâu nữa. Không được. Nặng quá. Giống vậy này. Số 4 đấy. Số 4 đấy. Nó đang làm này mức mức này không? Không uống. Có stop. Nhà nó đang chưa. Đang có chức năng gì đâu. Chưa. Xong rồi. Xong rồi đấy, 1 ly rồi. Xong rồi. Uống đi. Làm ly đấy. Em uống đi. Số 4 đấy. Bắt đầu. Đây là 9 gram đúng không? Vậy mà. Anh thử đi. Em thấy nó thơm.
ngon đấy. Cái này mà thêm một một muỗng đường nhỏ xíu nữa là nó được. Bên này nó có cái dòng cái loại cà phê uống với mật ong, anh thử chưa? Chưa. Anh thêm vào mật ong. Mang cà phê vào đâu mà thấy thế nào? Đây coi. Dạ thì anh đến bán hàng thì phải làm thế, mà muốn anh mua cái máy về nhà anh xài nữa chứ. Đúng không? Ông đến đây là vừa giới thiệu người ta nhưng cũng vừa giới thiệu một cà phê và một ông của ông luôn. Bạn ông thì cho vào đâu em? Nãy giờ chẳng nghe gì hết á. Ra lên răng rồi anh cho một ông. À, thay thay đường bằng mật ong. Dạ đúng rồi. À, sữa anh em có cung cấp mật ong và cà cao luôn. À. Vị rất là ngon. Ừ. Muốn thử thì em sẽ cắt. Ừ. Bây giờ khuyến mãi trước đã. Nếu như mà em uống matcha thì mình để matcha vào cái chỗ thay cho crack được không? À đúng rồi, ok, chị thông minh á. Sao có thể cho một matcha thay thế một chocolate và cho nó đánh uống mạnh nó lên luôn. Quế cũng được, nó muốn một quế. Đúng rồi, nó tự nó khuấy, nó chỉ khuấy trong này thôi. Chị là uống nó khuấy mà nó đun nóng thôi. Muốn uống ngọt thì chị cho một cái. Không liên quan được cái máy cả. Bao nhiêu một máy? Cái máy này nhiệm vụ chỉ đánh dùng sao? Dạ. Bao nhiêu một... Đấy, hai giờ bỏ ra lên mình khuấy chứ rồi. Cái này ăn 300. Sao qua em kêu được uống loại nào 2.8 à? Dạ có, loại màu đỏ. Loại đó là thùng... À, và Robusta. Em bảo là cái loại này uống ngon hơn loại này mà. Dòng đó thì nó làm hơn. Dòng này thì nó có vị thanh nhẹ. Cái hạt nó nâu hơn. Hương thơm nó có một hương thơm khác. Đây là bán máy xong rồi bán luôn cà phê luôn. Dạ. Cà phê sạch. Em ơi, vì là cái dịch vụ nào là chính của mình, máy là chính hay là cà phê là chính? À, à. Sếp của em, ông cũng tay đôi, ông chơi được hai cái. Ờ. Dạ. Bạn ấy nó có đầu tư cả cái này nữa mà. Đúng rồi, nó có cái. Có nhà máy ở trên trên phường Tân Phú. Thì chắc là nhà máy là chính, mà đem cái này về để bán hay là cái này để qua bán không được đúng không? Bên em có máy cho quăng lớn đó mà chị. Ừ. Máy này thôi, máy loại nhỏ. Máy này là của máy này. Máy này là của nào? Máy của Ý. Trung Quốc. Trung Quốc. Không phải, Trung Quốc. Đảm bảo là không phải Trung Quốc. Chắc chắn là sản xuất ở Trung Quốc. Không, không. Cái dòng máy nhỏ nhỏ như thế này nè. Nhỏ nhỏ cỡ này nè, phải sản xuất ở Trung Quốc. Đúng rồi. Còn cái máy này không phải Trung Quốc đâu. Làm lấy lên sao? Cái máy này là để làm gì đó? Đây là pha sữa, pha cà cao. Nhưng là cẩn thận cho mấy cái này nó dễ lắm nè. Dễ lấy. À, mình cho vào và nếu lấy là theo đúng nguồn gốc thì nó sẽ không bị sao. Rồi nếu lấy thì thay cái đấy mất bao nhiêu tiền? Thay nguyên cái bình này. Thay cái đầu này thôi. Dạ không có. Đâu có đầu anh, nó thay nguyên cái cục này luôn á chứ. Dạ đúng rồi ạ. Nguyên cái cục này nó dính dán vào đây mà. Thôi, em tu. Thế sao không làm bằng cái inox có phải nó tốt hơn không? Cái nóc nó sẽ chọt gãy, chọt mòn cái con tắc, hai con tắc thì mệt nữa. Có người mình lo cả thật rồi. Đây là bỏ sữa vô đây. Anh Lân. Cái dao thì chỉ một người phụ tách pha thôi. Cái này chị nhà Loa cho buổi sáng thì cho một đình thì ai uống bao nhiêu thì uống nhóm kia. Mà anh em chủ yếu là uống cà phê kia, ít uống. Phải sữa thì phải đang thôi, chứ đang nhiều. Sữa là mấy con gái. Không thì ai cũng sửa để lấy phải đang đâu lấy sửa đó cái chi tiêu đúng không, nhưng trong là cái nó để đó một cái là thực ra đây chủ yếu là xay cà phê thôi, còn lấy sữa đẹp uống cũng dạ, dạ. Pha đường. Ok bây giờ tới thao tác vệ sinh trước xong tới buổi chiều vệ sinh thì như là mấy ngày vệ sinh là như thế nào? Dạ cuối ngày thì phải vệ sinh một lần, cuối ngày đây hết những cái lần lần này một hai ngày đó là rồi em lấy vệ sinh để chị Na chị thực hiện chị làm. Dạ. 4 ngày vệ sinh một lần hả? Mỗi ngày chứ. Mỗi ngày phải vệ sinh để nó. Như bát đũa của anh dùng xong anh phải rửa chứ. Tắt đi luôn em. Dạ đúng rồi, đây là tắt đi. Tắt đi nó có nó về vị trí ban đầu. Tức là em nhớ một pháp là sẽ tắt đi đúng không? Dạ. Tắt bằng quy trình nha, chứ không phải tắt bằng cơ nha. Đây kia là tắt luôn. Tắt kia là tắt cơ, máy nó sẽ đứng ở vị trí đang hoạt động. Cái kia là cắt điện, nó xách đau xong nó tắt cái đó được chứ. Được, thì lúc đấy đương nhiên được. Cái này thầy là phải trang bị cục UBS đó. Kéo cái này ra, ok. Tắt điện. Đây là cái ép của nó. Đây là cây bả, và đây là cây đựng bả, cây nước. Có ép của nó bằng nhựa hoàn toàn, nên là không có sợ các vấn đề mà nhiễm điện như này. Không cần tắt nguồn đằng sau. Okay. Kéo cái này ra. Cho bả vào thùng rác hoặc là cho vào cây xanh hoặc là dùng để đắp mặt ngã cũng được. Đổ nước đi và đắp mặt tốt cho cái xanh nhựa xanh nhựa xanh nhựa xanh nhựa cái một đó xanh nhựa xanh nhựa lắm. Chị biết à, cái vệ sinh nó rất là dễ. Đúng rồi, chị biết lấy cái bàn này ra là ô hay quá vậy. Kéo ra
Để xin mình này. Đây có thể cho mấy cục cho xe hơi nữa. Đúng rồi, cho xe. Thơm, có mà nó bị xít thì phải là mỗi lần chị na thì bỏ vô bao bôi trơn cho nó bằng cái nào bằng chất bôi trơn thực phẩm anh giống dầu ăn đó. Dầu ăn đó. Không không phải dầu ăn đâu anh nước rửa chén bình thường hả không phải luôn đây này mỡ mỡ trắng á à mỡ trắng là mỡ gì mèo hả cái này nhiêu tiền không mỡ thực phẩm cơ mà cái này nhiêu tiền không triệu rưỡi à nó là mỡ gì cái này nhiêu tiền ba em ơi 63 triệu 63 triệu mỗi năm mua cái máy gì ba cà phê bán anh không không cà phê mua bán người ta bán trăm mấy lận này nhỏ cái này để pha gia đình thôi ôi tôi à món này cũng có thể ăn được có cái mặt bằng 43 triệu rồi tôi bán làm nhưng mà lúc tao trong nước bán cà phê ngon luôn á có ăn được không nó lọt vào cơ thể một phần ít thì không sao cả ăn chay ăn đó được không bình thường thôi đã sai đi đâu sai đây mà nó không tan trong nước anh không có lo đó là gì vậy mỡ thực vật là mỡ heo ha mỡ bò nó một mỡ thực vật bò cha tàu lau gắn nó vào rất là đơn giản gắn nó vào vị trí cũ nhấn vào đây xong vậy đấy hả dạ vệ sinh cuối ngày của nó là như vậy á rồi nhấn lại kết lại ok tắt máy rồi nên mỗi lần hư là nó kêu mấy cơ đấy, em mở lại cho anh coi cái gì lúc đấy chưa kịp coi nó dưới nó không mở lại phát ra nó từ rồi kéo cái ra thôi à dạ. Chỉ cầm kéo là tự động ra kéo cái bả trước kéo cái bả nhích nhẹ ra kéo bả trước thấy cái kia bóp ra xong cho trượt cái cối xe làm sao cối này là nó xoay cái dầu xin bắt đầu mình kéo nó lên kéo xuống xe là cái đồ chân này nó không sợ nó ít đấy và nó sẽ thế thì phải vệ sinh cái cối này chứ hả đúng rồi vệ sinh bằng cái nào lấy dùng giấy này giấy nào thôi cái khăn ướt mình lau sạch rồi đây là cái cối đây hả sụp sụp thôi chứ không dội nước lên rửa được hả được. Cái này nó là cơ, nó là cơ nên không mấy sao. Mấy cái chén đũa thôi mà nó bay suốt ngày bây giờ thế để tắm này trong nhà bếp là chắc nó bay tiếp nữa. Đũa nước đây đúng không? Đó đấy. Đổ nước kia nhỉ? Do nãy nó cứ đi tràn này. Không, đổ nước đây để vệ sinh cái này không? Mang cái đi rửa bình thường mà nó khô đi. Không cắm vào được. Vệ sinh bình thường. Đúng em, đổ nước đây là vệ sinh nó ra phải không? Dạ. Mang cả cái này đi rửa luôn rồi xối nước lên xối nước để xịt nước được cái gì xịt nước đây được mang cái bụi cà phê nó bám với đấy như đấy mới xối nước cà phê nữa mới thôi đi đây là máy cà phê đúng không mà nào nghiên cứu được mua cả cái bát cà phê thì bát cà phê không dùng máy này được anh ơi có gì hả dạ dùng máy cơ chuyên nghiệp ạ máy cơ chuyên nghiệp là sao dạ máy cơ chuyên nghiệp là máy xay riêng và một cái máy để ép cà phê nó có dùng cái động tác tay của mình cái này rồi. Hỗ trợ rồi. Nó chứ nó không có tự động hoàn toàn rồi sao à, cái này mình bỏ cà phê hạt vào cái nó tự rồi. Chưa đã bật công tắc xong đâu đang xong chưa chưa rồi cái một quy trình vào đây bật nút bên cạnh không này nữa nó à, tắt rồi anh ơi lúc nãy đâu có tắt nguồn này rồi tắt bật đi bật bên nút bên không kia này nguồn này sao một cái bỏ ra rồi từ từ để nguyên cho nó lên cái này mà em mà gắn thêm cái chương trình mà nó nghe tiếng người á mà kêu pha ly cà phê nó kêu chương trình nó chạy nó đổ cà phê vào cái nó chạy xong nó chạy ra mà nó đang nhắn giữ làm nóng á xong rồi là nó sống cái làm cái máy bay người phải sống nước rồi vô hết rồi điện đấy là 40 mil rồi đấy không cũng số 1 số 2 bà uống trước này bình bà uống trước số 2 này đây là số là mịn mới to mới nhỏ rồi đấy là 40 mil nước rồi đấy đây là 40 đây là đài này quá cứ ấn đi lên nữa đây 60 rồi thoải mái đi thoải mái đi mà nó chán là nó nghỉ thôi nào bao nhiêu đấy Thank you.
80 rồi. 40 nữa về sao? Về 20 bây giờ 40 này. Rồi. Hạt đi. Lên phát nữa. Lên phát nữa. Ủa, không đủ nước lắm ạ. Rồi, nước 1 ly thì là 9 gram. Hai cái ly này là 13 gram. Trong một lần xay với 40 ml đấy, độ đậm đặc đấy. Chắc là cái ly to quá, cái ly này nhỡ ly lại để lệch cho nó lại cháy lung tung. Không, anh muốn uống bao nhiêu đó thì anh chủ động nhấn stop được mà. Ừ. Anh nhấn stop là nó ấy à? Cần tiền đâu, ví dụ như là hai cái bỏ. Nhưng mà tự nhiên anh stop chi nó mà lại gạt thì nó bỏ đi phí á. Nó ta làm nước, ép nước thêm nhiều nữa thì nó cũng nhạt hơn. Đừng có vẽ ra sao đó nhạt. À, nói chung là chở ly này là pha với sữa đạt uống là vừa, không có dùng đường. Đấy, vừa rồi đây này, ấn 1 ly là nó bằng này nước này. Đó, ấn đây là, à, tức là đây là 40 ml. Đúng rồi. Đâu, 2 ly là nó chỉ có đặc hơn đi chứ. Nước đâu vẫn thế. Gấp đầu nước anh ạ. Hai ly nó đắp đâu. Nước thế nhưng mà cà phê nó mạnh hơn. Là nước ở đây mình quy định đây là mình ấn nước đây 40 ml rồi. Dạ. Thế còn đây là cái loại này là để chỉnh lượng nước 1 ly. Yeah. Chỉnh nước 1 ly hai, à, hai ly thì nó tự động nó hiểu là hai gấp đôi lên nó 80 ml đấy thì à, cái cà phê này nó cũng đưa vào gấp đôi lên. Pha chế chuyên nghiệp cũng vậy, pha chế chuyên nghiệp tức là anh nó cũng chia ra cấp đơn và cấp đôi là 18 gram luôn chứ không phải là 9 nữa. Cấp đôi ăn hai mà cấp đơn là 9 gram, cấp đôi là 13 gram, nó kém nhau không bao nhiêu cả. Này 13 gram cho hai ly. Dạ, đúng rồi. Nó như pha chế chuyên nghiệp vậy. Cái gói này nó chứa tổng ra có 15 gram thôi. À, nó xài khoảng 13 gram để nó chữa khoảng cách đến. Từ từ, cho anh hỏi nhé. Cái này thì là em đang là 20 ml và 40 ml này. Đúng chưa? Bây giờ chẳng hạn như để cái đây là đang 40 ml. Dạ. Cái này anh chọn là lên mức cao nhất. Dạ rồi. Thế xong bây giờ anh ấn 1 ly này thì là 40 ml. 40 ml và cộng với 9 gram đúng không? Dạ, 9 gram cà phê. Còn ấn 2 ly này thì là ra 80 ml. Dạ. Và 13 gram cà phê. Đúng rồi, thì anh phải chia ra hai cái bát thay về. Như này, à, nó mỗi lần là 40 ml. Mỗi lần tăng là 4 đơn vị. 8 với 4, 12, 20. Đất lên, nhưng mà chủ động ngắt nước nó đi. Nó là nó chạy kiểu quá trình thấy đủ nước rồi, ngắt nó đi. Nó chạy ra một nửa, mình ngắt nó đi. Nó stop lại luôn. Thì nó sẽ quay trở lại, ban đầu nó sẽ gạt cái cà phê đi. Gạt đấy là nó sẽ thực hiện lại quy trình. Cà phê là giữ nguyên nhưng mà nước chỉ ít thôi. Ý là vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là mình muốn đậm nhưng mà anh thấy đậm nhất mà cả này là anh muốn đã đậm lắm rồi. Được rồi. Thế rồi. Dạ đúng rồi. Cà phê mình nên uống như cả này anh để anh bỏ đá nha. Cái đó rất là loãng. Uống như vậy nó tốt cho sức khỏe, nó không có hại thận và đỡ kích tim. Tức là uống độ khoảng 40 ml nước cộng với lại 9 gram cà phê thôi. Là bình thường đấy. Là ổn. Là đậm đó. Ngoài ra máy này còn làm được cái gì khác không? Dạ máy này thì chủ yếu là kem diện thôi. Làm sữa đậu nành được không? Dạ, máy này nó sang nhất trong các dòng máy đời thứ hai rồi. Cho đẹp cho vui thôi đúng không? Kem diện cái quan trọng nhất đó là nâng cấp. Đúng rồi, đây nâng cấp. Mua đậu nành mở cho thay cà phê được không? Được. Dạ không anh. Nó mang cái máy này đi sữa thôi, gì đâu. Những cái chất dầu vào nó sẽ bén cối anh ạ. Cà phê mọc nó không có dầu nha anh. Không có dầu đó, cà phê kia nó tẩm ướp nữa thì nó có dầu, nó sẽ nằm ngang nhất. Đậu nành là có dầu không được, còn cà phê thô này là không có dầu. Mời lên trời thấy bỏ này với miếng đậu phộng đồ vô cho nó uống béo béo, thấy người ta pha cái cà phê với đậu phộng đồ này kia cho uống cho nó béo béo. Nó có dầu không? Không về được mà anh mua sữa nặng á, để vào đây đánh. Thầy cứ một ngày thấy thầy mua cho một cái bịch cái gì cái nó bán là cái gì à? Cái hạt gì ấy, bột hoa đậu biếc đấy. Thầy nói đây đưa cho các em nó là vào đây đánh hộ thì sẽ tất cả cơ quan được uống luôn. Uống xong uống tấu không hết hàng là nó bỏ vô bao còn lại. Dạ không, chủ yếu là dạ xài hết trong ngày, ngày hôm sau hôm dư thì hốt bỏ ra hoặc là hốt bỏ ra từ gì em. Dạ em không hốt bỏ ra cho anh nè. Anh muốn em gỡ này ra cho anh.
Để thử thế nào? Thử đó, để biết. Thì ngày hôm sau lấy con hạc á, ta pha vào đây ta để hôm sau cũng được. Không sao. Nó bây giờ đâu là bà... Chứ còn để nguyên thế này để qua đêm được không? Để qua đêm thì hôm sau có xả đi, bằng cách xay. Không muốn say mà em muốn là được. Bỏ luôn hạt cái giả bỏ sao này đúng rồi, lấy khay nước ra nguyên cái này đây à bây giờ thì lấy cho mình cố gạo đấy đó còn nếu không thì lấy nguyên vào anh vẫn dùng cái này vẫn được gì dạ, nhưng mà nó nhạt hơn rồi giờ sao đâu có người Việt Nam mình là dùng lại vẫn được tức là tối lại sao là để ở đây này là nó sẽ bị kẹt một cái gì đấy vì view nó yếu ra này rồi thì nó sẽ kết kết gì vào thì nó ấy thôi chỉ có cà phê mà nó không phải đổ bã đi để qua đêm ra men biết thì không có lại vậy hôn mấy bọn không treo xe đấy rồi, cái này rồi. Như đại cái hộp nó không tác dụng ai đó ai đó phải bấm một miệng lại hộp ừ. Cái này nó không có ra rim thường thì cà phê bên em rim rất là dày tức là cái lớp bọt bên trên này nó sẽ dày đánh yeah. Xong cái lớp bọt này em kể cả một cà phê đen anh em còn nói gì đâu xong rồi em tháo ra và đặt này rồi xong một bài nó uống bọt không chấp nhận uống cà phê nữa.